tại triển lãm sản xuất công nghiệp quốc tế Việt Nam Manufacturing Expo VME vừa được khai mạc tại Hà Nội. Các doanh nghiệp Việt Nam đã được cập nhật công nghệ, tiếp cận và nắm bắt cơ hội kinh doanh quốc tế, mở rộng thị trường tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Triển lãm được tổ chức dưới sự phối hợp của Hội Tự động hóa Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, nhà tổ chức triển lãm AXJDX và sự tham gia của gần 200 thương hiệu công nghệ và máy móc, thiết bị, trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Đức. Triển lãm VME năm nay được tổ chức trong 3 ngày với các hoạt động như trình diễn, cập nhật công nghệ, thử thách xếp hình lắp ráp cho kỹ sư, tọa đàm sáng kiến doanh nghiệp, các khóa đào tạo ngắn về sản xuất tinh gọn. Trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra các hoạt động giao thương hướng đến doanh nghiệp trong và ngoài nước, lễ vinh danh doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ thuộc dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ vực dậy các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19, điểm mới của sự kiện năm nay là sự tham gia của các khách mua hàng lớn đến từ Bắc Mỹ đối với sản phẩm cơ khí cho ngành xây dựng, dầu khí và ô tô đã mở ra cơ hội sản xuất linh kiện xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.